anh em đam mê, anh em ít vốn, người chăn nuôi nhỏ lẻ, người đi làm muốn có thêm thu nhập thì phải chọn con gà ta Thái Dương, bởi vì nuôi nhàn khỏe hơn các giống gà siêu thịt siêu trứng khác. Mới vào xong rồi giờ cho gà nó ăn trễ, giao về trễ sáng bét rồi à, gà mình nuôi thả gà mới được, thả gà mình cho nó ra ngoài ăn. Mọi người, gà Thái Dương là phải ra vườn ăn, ra vườn ăn cái này cái kia cái nọ thì nó mới tốt. Mọi người, nó tốt ý mình thả ra mà cũng còn một số con nó bị trụi lông đó. Nhưng mà không đáng kể mọi người, mấy con đó thì từ từ nó sẽ mọc lông, khỏi cần thuốc men với chứ, khỏi cần thuốc ga lông mọc lông với chứ, khỏi cần. Mà đặc biệt mình nuôi kiểu này nè mọi người, con gà rất là mập, rất là khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì cho gà vườn nó ăn, ăn đầy đủ là nó khỏe, mà ăn đầy đủ là nó khỏe mạnh, nó đẻ luôn mọi người. Nuôi đẻ đầy gai, đầy gai đó, đẻ nè mọi người, cho. Và hôm nay mình sẽ giao xong rồi, cái cảnh này mình sẽ nói về một cái chủ đề là mình chọn con gà nào để nuôi, tại sao mình phải chọn con gà ta thả vườn để nuôi mà nó lại tốt hơn những cái giống như là giống siêu thịt, là nó to con mà rất lớn, khoảng 3-4 kg của con, chục ký đúng không, chục ký nữa. Và hay là những con gà siêu trứng đẻ rất là nhiều, rất là nhiều và rất là lâu, 200 trứng, 200 mấy chục trứng, 300 trứng luôn. Tại sao mình không chọn những con gà đó mình nuôi, mà mình phải nuôi con gà ta thả vườn đó? Bởi vì sao mọi người biết không? Tại vì con gà ta thả vườn á là con gà địa phương của mình đó. Gà địa phương của mình, cho nên nó ở địa phương mình thì nó sẽ thích hợp với cái khẩu những cái điều kiện được cái môi trường, cho nên nó sẽ kháng bệnh tốt, kháng bệnh tốt. Mình ít làm một số loại vaccine đơn giản thôi, thông thường thôi, thì con gà nó cũng sống tốt, sống khỏe mạnh. Và đặc biệt thịt nó ngon mọi người, tại vì nó ra vườn ăn cái này ăn cái kia ăn cái nọ, mà mình nuôi từ lúc nhỏ lên á, dụ như là lúc mới nở là mình nuôi cám nè, cám nếu mà anh chị em có cám á, là mình tự tắm đó mọi, tắm nhà mình, gạo nhà mình đâm ra với hành với tỏi đồ đó cho nó ăn. À, lúc đó mình phải nuôi như thế đó, nó lên cho nên con gà đó nó ít cứ sử dụng kháng sinh hoặc không sử dụng luôn rồi. Nuôi kiểu mà sử dụng thảo dược, sử dụng những cái loại tự nhiên như là hành nè, như là tỏi nè, thì nuôi tới lớn luôn nó vẫn tốt mọi người. Mà nuôi nhỏ lẻ nữa, con gà ta thả vườn mọi người nuôi nhỏ lẻ mà vẫn ok hơn mọi người, ok hơn, giá trị cao hơn hai con gà khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái thịt của con gà thả vườn á nó rất là ngon, và người ta chăm nhỏ lẻ vậy đó, người ta không chịu mọi người, người ta nuôi số lượng lớn mà. Nhưng mà thật chất con gà nhỏ lẻ vậy đó nó nhàn, chăm nhàn ít, mọi người nuôi chừng 50 con trở lại thôi, 50 con trở lại thôi. Thấy nó ăn ghê không? Nó ăn cái vườn, nó ăn vậy, ăn trái cây, cái mặn, chổi vậy đó, nó khỏe mạnh. Nó ăn càng tạp thì cái sức đề kháng nó càng cao mọi người, càng mập. Và mọi người nuôi con gà ta vườn này nè, nó có thể tận dụng nhiều nguồn thức ăn, cây trái, cây mít nè, cây ổi, cây mặn, cây xoài gì đó, tất cả luôn. Mình thấy hầu hết đều nó ăn, cây nào nó cũng ăn cho mọi người. Cái nguồn nó là mình khỏi cần trộn với một số loại cám gạo mình đó, lúa mình đó, mình cho nó ăn thì khỏi tốn tiền mua thức ăn cáp công nghiệp luôn rồi. Cáp công nghiệp thì mọi người mua thì tốn tiền rất nhiều, mà mọi người nhà mình có lúa, có gạo, có những cái vực cây trái gì đó, mình tận dụng mình trộn cho nó ăn rất là tốt đó, rất là tốt. Cho nên mình buộc phải chọn con gà ta thả vườn nuôi nhỏ lẻ, thì cái hình thức nuôi nhỏ lẻ này là người nào cũng nuôi được chứ mà. Người công nhân nuôi cũng được nè, người đi làm việc nuôi cũng được nè, giáo viên nè, kể cả sinh viên học sinh đều nuôi được hết trơn mọi người.
Nếu mà ở nhà mọi người có một cái mảnh vườn nhỏ, không cần bự đâu mọi người, nuôi con này 50 con cho lại cũng không cần bự đâu đó, thì mình có thể nuôi con gà này rồi đó, để nuôi lấy thịt đó. Lấy thịt rồi mọi người nuôi đẻ thì lấy trứng, rồi mọi người nuôi úp thì có thể bán cà lứa cho người ta đó, nuôi gì đó mà một cái mới tốt được mọi người. Cái mình nuôi nhiều cái thứ gì đó mình mới thu nhập mới cao được à. Còn cái nữa là tại sao mình chọn nó, tại vì giá cái con gà thả vườn này nè, giá trị nó cao, với thịt nó ngon. Thị hiếu bây giờ là người ta cần đẹp, cần thịt ngon là giá cao rồi, và đánh vô cái thị hiếu đó thì mình sẽ bán được giá cao. Thì ở ở địa phương mình con gà ta mà thả vườn nuôi đó là cả 120.000 một ký luôn. Trứng thì khoảng 5.000, có khi 4.000, thấp nhất là 4.000, cái bình thường cao nhất là 5.000, mà mọi người bán trứng ấp cho người ta ấp 8.000 cũng có nữa rồi đó. Cho nên cái giá của con gà này rất là cao, giá trị của nó rất cao, vì nó ngon, nó sạch, nó bổ nữa, thì nó sẽ giá cả cao rồi. Mà mình nuôi con gà này ít gì đó nhưng mà bán rất là cao phải không? Chứ mà ngồi con gà công nghiệp hay là gà siêu trứng Ai Cập đó, mình bán trứng nhiều, mọi người bán trứng có mấy ngàn, 1.800, 2.000 hết sức rồi đó. Hoặc mình nuôi con gà công nghiệp thì con gà công nghiệp thì khoảng 30.000, 40.000 ký, mọi người nếu bán thịt thì nó rất là rẻ, mọi người rất là rẻ, mà nó ăn toàn là thức ăn công nghiệp không, mọi người viên công nghiệp nó mới lớn được. Mọi người mà cho nó ăn cái kiểu mà lúa gạo nó lâu lớn lắm, lâu lớn lắm, nó không có mập mạp đâu mọi người, tại vì nó ăn xong nó ngủ, nó làm biếng bơi mọi người, bơi bư gà vườn nó bư này bư kia, nó làm biếng lắm. Cho nên nó phải như gà vườn mình đâu, phải thấy không đó, nó phải như gà vườn đâu. Gà vườn là gặp trái gì là lụm liền, gặp cỏ gì là ăn liền đó, nó khác con giống đó, nó khác, nó chỉ nằm, nó đặc trưng là con gà siêu thịt nằm trong chạy lạnh rồi, chạy lạnh hoặc chạy bán chăn thả, là thường là chạy hở đó, tôi kêu chạy hở chứ không phải bán được bán chăn thả nè, chạy hở tức là nó nằm trong chạy không, nó ăn xong ngủ, ăn xong ngủ đó. Cho nên mấy con gà đó nuôi rất là nhanh mọi người, có khi 45 ngày là bán rồi. Gà trắng siêu Mỹ đó, siêu Mỹ rất là bán rất là rút ngắn thời gian, rồi là dai Ấn Độ rồi dai Hàn Quốc rồi, rất là nhanh lớn rồi, nặng ký nó có chục ký đó. Cho nên mọi người phải chọn con gà này nuôi được, mình thấy ai cũng phù hợp với con gà này hết chứ. Rồi cái trọng lượng của con gà đó, trọng lượng con gà ta mà, gà ta thả vườn trọng lượng của nó không có quá nhỏ, quá nhỏ như gà tre đó, gà tre thì quá nhỏ rồi, từ ký hai đổ lộ lại à, từ 800 đến ký hai. Còn gà công nghiệp thì nó quá bự đi, nó 3 ký mấy, 4 ký mấy, 5 ký mấy đó, mà nó bán 4 tháng mà mọi người nuôi đi, mà nếu mà nuôi non quá 4 tháng như mình gà nội thì con gà công nghiệp nó sẽ bở, nó không ngon, không ngon mọi người. Mọi người thấy chứ, mít không bự cái không là bự rất là nhiều cái mít nữa này đó, mấy con gà này nè, đợi đợi mít chín vô rồi nó ăn gụng xuống nó ăn luôn rồi à, đợi không để đợi không. Thế cho nên mọi người phải chọn nuôi con gà vườn, cái size của nó vừa, mà từ 1 ký 3 ký 4 đến 2 ký 2, trong vòng 4 tháng mình bán vừa rồi. Mà bà bán thịt mà con gà nó bự quá thì người ta ra ngán tiền mọi người, mà nhỏ quá thì non à, cỡ đó là vừa đó, cái 2 ký 3 ký 4 cái cử cái 8 là gia đình ta 2-3 người người ta ăn rồi. Còn cái còn loại 2 ký mấy thì gia đình 4 người, 4 người ăn ta cũng không ngán tiền đúng rồi đó, người ta không ngán tiền. Rồi cái con gà nhỏ như gà tre đó, người ta ăn gà tre vô không đủ mọi người, không đủ, nhà 4 người ăn gà tre sao đủ mọi người. Cho nên con gà nồi thả vườn là con gà mà size vừa nhất đúng rồi, size nhỏ nhất để cho mọi người nuôi nhỏ lẻ, và người ta ăn theo kiểu nhỏ lẻ mọi người, ăn theo kiểu nhỏ lẻ à, cho nên mọi người phải nuôi con gà thịt ta thả vườn này để thịt mọi người, để thịt để hơn những con giống khác đó là gì đó. Và mọi người thấy không, con gà ta thả vườn này nè, mọi người nuôi nhỏ ít từ 50 con trở lại thôi, mà mọi người có nhiều cái nguồn thu nhập. Ví dụ người mọi người ốm bán mọi người cũng thu nhập nè, mọi người bán trứng cũng thu nhập giá cao nè, mọi người bán thịt cũng giá cao hơn gà khác.
gà thác, mấy con gà nuôi hở chạy kính chạy hở đó 50 ngàn ký không rồi, cái gà không rồi, còn gà này là gấp đôi gấp ba đó. Nên quyết định mọi người phải chọn nuôi con gà này, và cái nguồn vốn mình nuôi con gà này rất là ít mọi người. Thì khi mà mình nuôi gà ta thái dương này nè, khi mà mua giống của người ta, giống người ta về á, thì một con khoảng mười mấy ngàn con à, mà nuôi 50 con thì tốn khoảng 600 ngàn. À, mà anh em nào có cặp gà hay là vài con gà đá, mình có thể đổ ra mình gây từ từ ra mọi người cũng ok lắm. Mình đổ, mình kiếm một con gà lai nào mình đổ để cho nó ra, nó hơi lai lai, đặng gà nội lai với con gà nội nó sẽ tốt hơn, nhanh hơn, khai được sáng cao hơn. Mà nuôi con gà thuần thì lâu lắm, lâu lắm. Đó. Cho nên mọi người cứ chọn con gà để nuôi, con gà ta thả dược phù hợp với rất nhiều thành phần, rất nhiều người, như những anh em mê, anh em ít vốn, người chăn nuôi nhỏ lẻ, người đi làm muốn có thêm thu nhập thì phải chọn con gà ta thả dương, bởi vì nuôi nhàn khỏe hơn các giống gà siêu thịt siêu trứng khác. Bởi vì những cái giống đó mọi người, một là mọi người nó ăn cám không à, hai là nó tận dụng cái cám công nghiệp, cám viên á, rồi nó sử dụng thuốc mọi người, thuốc rất nhiều, tại vì nuôi trong chạy kính chạy lạnh không, dùng thuốc nhiều, rất là vitamin rất nhiều. Và nó thịt nó nếu mà bán ngắn quá ngày quá thì non thịt bở, mà nếu mà già ngày quá thì trọng lượng nó nhiều, lượng lớn người ta ngán, ăn cũng không ngon mọi người. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ cho mọi người. Rồi video mình kết thúc mọi người, chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Mọi người nhớ yêu thích đăng ký kênh mình và cho mình xin một like để tạo động lực cho mình ra những video mới hay hơn, hữu ích hơn về chăn nuôi, đặc biệt con gà ta thả dương nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.